Kính thưa quý vị, sau khi Bồ Tát Tất Đạt Đa thành tựu Phật quả, Ngài bắt đầu chuyển bánh xe Pháp độ cho 5 anh em Kiều Trần Như xuất gia. Sau đó độ cho Gia Xá, những người bạn của Gia Xá, và tiếp tục độ cho Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất và các đệ tử về sau này. Trong đó có những vị xuất gia và tại gia. Những người xuất gia thì gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, và những người tại gia thì gồm có Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, gọi là hai chúng, gọi là chúng xuất gia và chúng tại gia. Đức Phật sau khi độ chư tăng, Ngài mỗi ngày buổi sáng ôm bát đi khất thực, buổi trưa về thọ thực, và buổi tối thì Ngài ngồi ở dưới gốc cây hoặc ở những động hang. Lúc đó chưa có tinh xá, chưa có nhà cửa, và Ngài nay đây mai đó để hoằng pháp độ sinh. Về sau có các vị vua, quan, trưởng giả, những người có đạo tâm đã xây dựng những ngôi tinh xá cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, có nơi tu tập hoằng pháp cũng như an trú trong 3 tháng mùa mưa. Bởi vì thời Đức Phật, Ngài mỗi ngày phải đi khất thực. Đối với những tháng mưa, vấn đề khất thực gặp rất nhiều khó khăn. Vả lại tháng mưa thì côn trùng ở dưới đất chui lên, nếu mà đi như vậy thì sẽ giẫm đạp. Cho nên Đức Phật và chư tăng phải trụ tại một chỗ để tu học. Đồng thời trong những tháng an cư kiết hạ đó, Phật tử cũng có được cơ duyên để đến chùa. Ngày xưa không phải gọi là chùa mà gọi là tinh xá, chứ cũng không phải là tịnh xá, chữ tinh xá. Về sau này thì chúng ta có cái danh từ chùa là dịch từ cái chữ tự ở bên Trung Quốc thành ra chữ chùa. Mình gọi là chùa nó quen rồi, chứ đúng ra thời Đức Phật nơi mà Ngài ở gọi là tinh xá. Tinh xá là nơi Đức Phật và chư tăng tu học, và cũng là nơi để cho Phật tử đến thính pháp và tu học. Như vậy chúng ta có thể hiểu là tinh xá giống như ngôi trường. Đức Phật là thầy giáo, còn chư tăng và Phật tử tại gia là học trò. Chúng ta đến với Đức Phật là để học pháp, để thực hành theo lời Phật dạy, có được an lạc, hạnh phúc. Thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta không phải mỗi lần đi đến tinh xá mua nải chuối hay mua một ít trái cây đem lên dâng cúng Phật. Chúng ta cầu xin một cái gì đó, mong muốn một cái gì đó, thì điều này là không có. Bởi vì thời Đức Phật còn tại thế, tất cả người Phật tử tại gia đến tinh xá gặp Đức Phật đều để, một là nghe pháp, hai là chúng ta có những điều gì thắc mắc hoặc là gặp những đau khổ bế tắc trong cuộc sống, thưa hỏi Đức Phật để Đức Phật giải đáp. Về sau Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là Ngài mất đó. Thì giáo pháp của Ngài bắt đầu được truyền bá khắp nơi trên thế giới. Thì giáo pháp được chư Tăng truyền bá về phía Bắc thì gọi là Bắc Truyền hay là Bắc Tông. Truyền về phía Nam thì gọi là Nam Truyền hay là Nam Tông. Đa phần những vị sư mà thuộc về Nam Truyền đó thì họ giữ hình thức giống như thời Đức Phật. Chẳng hạn như là quý vị nhìn các vị sư ở Sri Lanka, rồi Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, họ quấn y. Mỗi ngày họ cũng ôm bát đi khất thực. Người ta gọi các vị đó là sư Nam Tông, hoặc là những vị sư theo hệ phái nguyên thủy, nghĩa là giữ nguyên cái hình thức thời Đức Phật. Còn Bắc Truyền thì đi về phía Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Thì hình thức thay đổi và sự tu tập cũng khác. Thí dụ như là chư Tăng Việt Nam mình mặc y hậu như thế này. Nếu quý vị đi qua Hàn Quốc sẽ thấy chư Tăng họ mặc y phục màu sắc cũng khác. Qua Nhật Bản mặc y phục màu sắc cũng khác. Qua Đài Loan cũng khác. Như vậy Bắc Truyền hay Bắc Tông thì lại tùy theo văn hóa, tùy theo địa phương mà hình thức có thay đổi. Đặc biệt là Bắc Tông á, thì đa phần là ăn chay. Còn Nam Tông á, thì các sư người ta cúng gì thì ăn đó. Nhưng đa phần thì ăn mặn. Bởi vì các sư nói rằng người ta cúng cái gì tôi ăn cái đó, tôi không có phân biệt mặn hay chay. Có những Phật tử thì lại nói rằng do mấy sư ăn mặn cho nên tôi cúng mặn. Còn các sư thì nói do Phật tử cúng mặn cho nên tôi ăn mặn. Thầy mới đề nghị Phật tử đừng cúng mặn, cứ cúng chay đi thì quý sư người ta ăn chay. Ai biểu mình cứ nghĩ, mình nói là các sư ăn mặn cho nên tôi cúng mặn. Trên thực tế quý vị thấy là có khi nào người Phật tử Bắc Tông mà đem thịt, đem cá đến chùa cúng không? Không có, bởi vì quý thầy, quý sư cô ăn chay, cho nên Phật tử cúng chay. Còn các sư thì cứ ăn thịt, cho nên người ta lại đem thịt đến cúng. Đó là cái sự khác biệt. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì chư Tăng truyền về phía Nam thì gọi là Nam Truyền, về phía Bắc gọi là Bắc Truyền, hay là Nam Tông, Bắc Tông, hay là phát triển nguyên thủy. Và như vậy tất cả những vị sư sau này Hoằng Pháp lợi sinh đều có xây dựng những ngôi chùa, và trong chùa có thờ Phật. Các Phật tử đến chùa vì tín ngưỡng là nhiều. Nghĩa là khi đến chùa, trong tâm niệm của những người chưa phải là Phật tử, họ nghĩ rằng Đức Phật là một vị thần, là một vị có rất là nhiều quyền năng, có thể ban phước cho mọi người. Do vậy khi chúng ta có điều gì đau buồn, có những sự khổ, có những bế tắc, thậm chí làm ăn buôn bán thất bại, đến chùa để mong cầu Phật độ cho mình khỏi bệnh, độ cho mình tai qua nạn khỏi, độ cho mình được buôn may bán đắt, vân vân. Đó là tín ngưỡng, đó là niềm tin của những người chưa hiểu Phật Pháp. Điều này chúng ta cũng không có trách, bởi vì đó là tín ngưỡng, đó là niềm tin. Thế nhưng trên thực tế thì Đức Phật không phải là ông thần. Đức Phật cũng không có quyền ban phước cho tất cả chúng ta. Cầu phước không có phước, làm phước mới được phước. Đức Phật chỉ là một vị thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Đi hay không, đến đích hay không là do chúng ta. Đức Phật là một vị lương y tài giỏi, biết bệnh cho thuốc. Hết bệnh hay không là do mình có chịu uống thuốc hay không, chứ không phải là Ngài có thể ban cho chúng ta hết bệnh được. Như vậy, ngôi chùa không phải là nơi để chúng ta đến cầu xin Đức Phật ban cho mình những điều may mắn, những điều mà chúng ta đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Cũng có thể quý vị đến cầu xin và nhân duyên phước báo như thế nào đó mình được may mắn, được tai qua nạn khỏi, hay là được trúng số. Tự nhiên mình nói rằng là Đức Phật ở chùa hay là ở Tịnh Thất Hiền Như linh quá. Thế nhưng mà những người khác nghe tin đồn kéo đến xin lại không được. Nếu mà Đức Phật có khả năng ban cho mình trúng số thì 10 người đến xin thì 10 người đều trúng hết. Rất tiếc là chỉ có một người trúng, còn 9 người kia thì trúng gió. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật là bậc thầy chỉ đường dẫn lối cho mình. Và sau khi Ngài nhập diệt rồi, chư tăng lại là những người thay Đức Phật hướng dẫn, chỉ đường cho chúng ta đi. Phật quá khứ, Pháp vô tình, tăng hiện tại. Nghĩa là bây giờ Đức Phật chỉ có ngồi ở trên ban thờ thôi, Ngài không nói gì hết. Giáo pháp của Ngài cũng ở trong kinh sách thôi. Chư tăng là những người thay Phật để truyền bá chánh pháp, thay Phật để hướng dẫn chúng ta tu tập. Cho nên sau khi Đức Phật nhập diệt, chư tăng lại là những vị đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và hoàn truyền Phật Pháp. Và chúng ta lúc đầu chưa hiểu Phật Pháp, đến chùa mình cứ xin đi, cứ cầu đi, điều đó không có gì trở ngại. Đó là điều tốt. Bởi vì nếu người ta không có niềm tin thì không đến chùa. Chỉ sợ là những người không có niềm tin. Bởi vì người không có niềm tin thì không bao giờ đi đến chùa. Còn có niềm tin mà niềm tin mê, có nghĩa là mình còn tin rằng có vị thần, có vị thánh, có Đức Phật ban phước cho mình. Đó cũng là một điều tốt. Vì lòng tin đó chúng ta mới gần gũi chùa. Nhờ gần gũi chùa thì mình mới đọc kinh. Hoặc là nhờ gần gũi chùa hôm nay mình được nhân duyên nghe Pháp. Nếu quý vị không có lòng tin thì mình không đến chùa. Mà không đến chùa thì cơ hội để được tiếp xúc với những lời dạy Đức Phật là rất khó. Như vậy, những người lúc đầu vì cái niềm tin, vì sự cầu nguyện, mong muốn điều gì đó, họ đến chùa. Nhưng sau này dần dần họ thấy ra là những việc mình cầu xin đó chỉ là niềm tin, là tín ngưỡng thôi. Chứ Đức Phật không có khả năng cho mình cái gì hết. Nếu Đức Phật có khả năng cho mình thì Đức Phật không có dạy, không có đi thuyết pháp, không có chỉ bày cho mình những cái phương pháp để hóa giải những nỗi khổ niềm đau. Nếu mà Đức Phật có khả năng thì thôi đến đây, ta ban cho con cái này, ta ban cho con kia, thế là xong rồi. Đâu có mất công mà Ngài phải giảng biết bao nhiêu những thời Pháp. Bây giờ chúng ta kết tập lại thành Tam tạng kinh điển rất là nhiều. Mình đọc cả đời cũng chưa hết. Quý thầy đi xuất gia vậy chứ nhiều khi cả đời cũng không hết. Vậy thì mình phải hiểu là đến chùa là trường học, chư Tăng là những vị thầy, còn chúng ta là những học trò. Và theo quan điểm của Đức Phật thì giữa Phật với chúng ta là quan hệ thầy trò, chứ không phải là quan hệ chủ nô. Mà thầy trò thì học trò học một lúc nào đó cũng trở thành thầy, đúng không? Khi mình học đủ, học đúng thì mình cũng là thầy. Thế nhưng các tôn giáo khác thì không có chuyện thầy trò, mà quan hệ đó là quan hệ chủ nô. Nghĩa là Thượng Đế là Thượng Đế, còn chúng ta là chúng ta. Điều này không tin quý vị cứ đi tìm hiểu các tôn giáo khác coi. Có tôn giáo nào mà tu để trở thành chúa, thành thánh gì không? Không có. Anh có tu mai mốt anh cũng lên thiên đường gặp tôi thì anh cũng làm đầy tớ cho tôi, chứ anh cũng không thể nào mà thành chúa hay là thành Thượng Đế. Đạo Phật chúng ta hay ở chỗ đó, là quan hệ thầy trò. Nếu mình theo đúng những gì Đức Phật dạy, tu đúng những gì Đức Phật dạy, trong tương lai chúng ta cũng sẽ thành Phật. Sau khi thành tựu Phật quả, Ngài tuyên bố một câu: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Quá hay, quá bình đẳng. Chúng ta đến với đạo Phật là để học, để hiểu những lời Đức Phật dạy, và mình trong tương lai sẽ thành tựu cái con đường lý tưởng Phật đạo. Vậy thì ngôi chùa là trường học. Sau này quý vị phải nghĩ như vậy, là trường học. Chúng ta đến đây để học Phật Pháp. Và từ từ vấn đề tín ngưỡng mình sẽ giảm đi. Tín ngưỡng đó để dành cho những người mới đến, chưa hiểu Phật Pháp. Họ rất cần, bởi vì trong cuộc sống của họ đôi khi gặp những bế tắc, đau khổ, bất hạnh, hoặc là làm ăn buôn bán thất bại gì đó. Họ có thể tin Đức Phật, tin Bồ Tát, tin vị thần này, thánh kia có thể giúp họ. Đó là điều tốt quý vị. Thế nhưng mà dần dần chúng ta phải đưa họ vào với chánh tín, nghĩa là để cho họ hiểu được Phật Pháp, để họ thực hành lời Phật dạy. Bởi vì chúng ta tạo thì phải tự mình hóa giải. Thí dụ bây giờ khi mình sinh ra trên cuộc đời này, có ai nghiện thuốc lá không? Có ai mới sinh ra mà nghiện rượu không? Có ai mới sinh ra mà nghiện cà phê không? Có ai mới sinh ra mà nghiện ớt không? Có nghiện ớt không? Ớt cũng nghiện đó quý vị. Đây này, mấy thầy này cũng nghiện ớt nè. Bữa nào ăn cũng hỏi ớt hết á. Nhất là người miền Trung á. Người miền Trung là ăn ớt nhiều lắm, mà ăn riết là nghiện. Trước đây thầy ăn cơm đó, có bỏ tí ớt vào chén nước tương. Lúc đầu ăn thì thấy nó cay cay, nó hơi khó chịu, nhưng mà ăn vài ngày thì thấy nó lại ngon. Rồi ăn vài ngày nữa thì thấy là không có ớt, cái tự nhiên nó không ngon. Thế là thầy bỏ liền, không dám ăn nữa. Bởi vì nếu mình ăn thì sau này nó sẽ nghiện. Cái gì cũng vậy quý vị. Lúc đầu á, mình hút thuốc 1-2 điếu nó không nghiện, nhưng mà hút chừng một vài gói rồi thì nó bắt đầu nghiện. Rượu cũng thế, cà phê cũng vậy. Thậm chí những cái vấn đề như cờ bạc. Bây giờ học sinh, tuổi trẻ nó đang nghiện cái gì? Game. Hồi lúc chúng ta mới sinh ra thì chưa ai nghiện cái gì hết. Mà tại sao chúng ta nghiện? Do mình tập, đúng không? Do tập. Vậy thì chúng ta tập lâu ngày thành quen, gọi là nghiện. Bây giờ chúng ta muốn hết nghiện thì sao? Tự mình phải nỗ lực bỏ hay là mình xin Phật, xin Bồ Tát, xin Thánh nào bỏ dùm cho mình? Được không? Không thể, đúng không? Không có thể là Đức Phật hay ông Thần, ông Thánh, ông Thượng Đế nào mà bỏ thuốc dùm mình, hay là bỏ rượu dùm mình, hay bỏ cà phê, bỏ ớt dùm mình. Mà chính mình phải nỗ lực. Phải nỗ lực, phải tự bỏ. Thì như vậy chúng ta mới có thể vượt qua và chiến thắng nó. Cho nên đó, trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy một câu rất hay: thắng được thiên binh vạn tướng chưa phải là chiến công oanh liệt, thắng được lòng mình mới thật là chiến công oanh liệt nhất. Thắng được lòng mình là rất khó. Khó lắm quý vị. Một người mà đã hoàn toàn chiến thắng mình chỉ có Đức Phật thôi. Còn ngoài ra cho tới bây giờ chưa có ai đã chiến thắng được mình đâu. Chiến thắng được mới có chút chút thôi, chứ còn mà chiến thắng toàn diện đó là Đức. Chiến thắng những người bên ngoài tuy khó mà dễ. Chiến thắng lòng mình, cái dục vọng, cái ham muốn của mình mới là khó. Bởi vì những cái tên giặc này nó khó mà chúng ta có thể nắm bắt được nó lắm. Đó là những tên giặc tham, sân, si. Những tên giặc này nó giống như là du kích vậy đó. Nó đột khởi lúc nào chúng ta không biết, và đôi khi mình không có thể làm chủ được, và dẫn đến gây tạo nghiệp. Và khi mình đã tạo nghiệp thì phải đau khổ, phải trả nghiệp, phải trả quả. Cứ như thế chúng ta luân hồi trong lục đạo. Như vậy thì người Phật tử chúng ta đến chùa chính là để học Phật Pháp. Trước hết là mình tụng kinh. Tụng kinh đó là những lời của ai dạy? Lời của Đức Phật dạy. Khi chúng ta tụng kinh rồi đó, có tam tự quy: tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tự quy y Pháp: đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Như vậy nếu chúng ta thường xuyên tụng kinh thì mới thâm nhập được kinh tạng. Khi thâm nhập kinh tạng, trí tuệ của mình mới rộng như biển được. Người học Phật đầu tiên là phải tụng kinh. Và hiện tại đó thì chúng ta có rất là nhiều những phương tiện giúp mình được nghe kinh ở trên mạng của các chùa hoặc là trên YouTube, rồi những bài giảng của các thầy giúp mình hiểu được Phật Pháp, biết được con đường của mình đi, giúp mình có những phương pháp để hóa giải nỗi khổ niềm đau. Và khi chúng ta nghe Phật Pháp được càng nhiều thì cái hiểu biết của mình càng rộng, và mình sẽ phân biệt được đúng, sai, phải, trái, và mình sẽ thấy được cái con đường của mình đi đúng hay là sai, để mình có thể tránh những cái hầm hố, hoặc là mình tránh rơi vào tà kiến hoặc là tà đạo. Có nhiều Phật tử nói như thế này: mình tu chỉ nên tụng một bộ kinh là đủ. Nói như vậy thì Đức Phật khuyên chúng ta tụng kinh nhiều, nghe nhiều để làm gì đâu. Nếu chúng ta tụng một bộ kinh thì chỉ biết một bộ kinh đó thôi. Quý vị cứ nhìn ra xã hội có rất nhiều ngành, mà nếu chúng ta đi vào một ngành nào đó, một nghề nào đó, thì chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Còn ngoài ra chúng ta không biết cái gì nữa. Bây giờ quý vị học Phật học cũng vậy. Rất là nhiều những bộ kinh và rất là nhiều những tư tưởng. Chúng ta khó có thể hiểu hết được lắm. Cho nên mình cần phải học, học nhiều và học mãi, học cho đến khi nào chết chết được đời sau tiếp tục học nữa. Đức Phật là gì? Là một bậc đại trí. Ngài là bậc đại trí, có nghĩa là cái hiểu biết của Ngài rộng lớn. Cho nên á, Đức Phật hơn chúng ta cũng là hơn cái gì? À, hơn cái trí tuệ thôi chứ có gì đâu. Ở ngoài đời người ta hơn nhau cũng ở cái đầu, đúng không? Đức Phật hơn mình cũng có trí tuệ. Khi mà Ngài chứng được tam minh á, thứ nhất là túc mệnh minh, là biết được cái quá khứ của mình từ một kiếp cho đến trăm kiếp, đến ngàn kiếp, đến vô lượng kiếp về trước. Quý vị thấy khi mà các ngài đã chứng ngộ được cũng giống như là một cái hồ nước á. Hồ nước mà đã được lắng trong rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những gì ở dưới đáy. Thì Ngài cũng vậy, lúc cái tâm Ngài đã thanh tịnh hoàn toàn hết rồi, lúc đó Ngài nhìn, Ngài thấy hết suốt cả quá khứ của mình, từ một kiếp đến chục kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp về trước. Đó là cái trí tuệ đó. Không những nhìn được bản thân mình trong vô lượng kiếp mà còn nhìn được các chúng sanh khác nữa. Và đó gọi là thiên nhãn minh. Cái minh thứ ba đó là lậu tận minh, nghĩa là Ngài đoạn dứt tất cả các lậu hoặc các phiền não hết rồi. Như vậy chúng ta tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật là để mình học lại những cái hiểu biết của Ngài thôi. Nhưng mà Ngài mới nói cho mình chỉ có ít à. Có lần Đức Phật nói, những gì ta nói chỉ là nắm lá trong tay, những gì ta biết như lá trong rừng. Quý vị thấy không? Những gì Ngài biết như lá trong rừng, những gì Ngài nói mới chỉ là nắm lá trong tay. Nhưng mà quý vị đã hiểu hết chưa? Học hết chưa? Đó. Cho nên chúng ta phải học, học nhiều, học hoài, học mãi, học đến khi nào chết thì thôi, hết đời này qua kiếp sau lại học tiếp. Chứ không phải là nói rằng mình tu là chỉ tụng một bộ kinh. Điều này á, là mình rơi vào một cực đoan. Bởi vì mình chưa phải là cái trình độ để tụng một bộ kinh. Bây giờ thầy phân tích cho quý vị nghe. Khi quý vị mới đi học thì chúng ta học tiểu học, phải không? Rồi lên gì? Trung học. Rồi lên đại học. Tiểu học chúng ta học tất cả mọi môn. Trung học cũng vậy, mình học tất cả mọi môn. Nhưng mà lên đại học thì học chuyên môn. Đúng chưa? Như vậy là chuyên môn là mình đã trải qua, mình học rất là nhiều những thứ rồi. Bây giờ khi lên đại học là mình học chuyên môn, chuyên ngành. Cũng như thế, nếu quý vị muốn tụng một bộ kinh, không cần tụng kinh khác, thì quý vị phải tụng hết tất cả các kinh đi đã, hiểu hết đi đã, rồi bắt đầu giờ mình tụng một bộ. Cũng giống như là mình học tiểu học, trung học xong rồi lên đại học. Còn bây giờ mình mới vô chưa biết gì, chỉ có tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi, nói vậy là đủ rồi, không tụng gì nữa. Thì cái hiểu biết của mình cũng giống như là con ếch mà nó ngồi ở dưới đáy giếng thì thấy bầu trời có nhiêu đó thôi. Còn Phật Pháp thì giống như là biển vậy đó. Cả đời mình học chưa hết nữa mà học nhiều thì cái trí của mình nó mới mở ra được, mới hiểu biết được. Còn nếu chúng ta học ít thì hiểu ít, học nhiều thì hiểu nhiều, còn không học thì không hiểu. Như vậy thì người Phật tử chúng ta phải bước đầu là học Pháp. Học Pháp bằng cách tụng kinh. Mà không phải tụng một bộ kinh, mà mình phải tụng rất là nhiều kinh. Phải tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Và bây giờ chúng ta nghe những thầy giảng Pháp để mình có thể tiếp thu nhanh hơn. Đôi khi quý vị đọc kinh rất là khó hiểu. Có thể các thầy giảng thì mình sẽ dễ hiểu, dễ thâm nhập hơn. Thế nhưng Thầy khuyên nếu quý vị trong tương lai có được điều kiện thì cũng nên đọc trực tiếp vào những bộ kinh. Dần dần chúng ta mới thấy được những lời dạy của Đức Phật rất là thâm thúy, rất là cao siêu, rất là hay. Còn mình nghe các thầy chỉ một phần nào đó thôi. Mình phải tận hưởng ngay những lời dạy gốc của Đức Phật để mình có thể dần dần mình thâm nhập kinh tạng được. Lúc đó cái hiểu của mình, cái biết của mình nó sẽ chính xác hơn. Còn đối với tất cả các thầy thì tất nhiên là ai giảng thì mình cũng nghe. Nhưng mà nghe rồi thì cũng phải suy nghĩ. Đức Phật dạy, lời của Ngài dạy cũng phải suy nghĩ. Nếu đúng thì tin, còn không đúng thì có quyền không tin. Chứ đừng có nói rằng đây là lời Phật dạy thành ra chúng ta tuyệt đối tin. Bởi vì á, trên thực tế xin thưa với quý vị, kinh sách bây giờ có nhiều thứ kinh sách không phải là của Phật nói, mà của những người á, người ta mạo danh Đức Phật làm ra. Nếu chúng ta không có đủ chánh kiến, không đủ cái hiểu biết thì có thể chúng ta sẽ bị lầm. Mà khi mình lầm rồi thì đi lạc đường. Cho nên á, là Đức Phật khuyên mình khi nghe một điều gì cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ cho thật kỹ, sau đó mình tin. Nếu mà điều đó thấy hợp lý và khi đem thực hành có lợi ích cho mình và cho mọi người. Còn ngược lại chúng ta cũng có quyền không tin. Ngay cả như trong kinh Đức Phật nói, ngay cả những lời quý thầy giảng. Chứ chúng ta cũng đừng có bao giờ gọi là thần thánh hóa một người nào hết. Đôi khi mình thần thánh hóa một người nào đó, rồi một thời gian sau á, thì có thể chúng ta bị sụp đổ và mình sẽ mất niềm tin. Điều này đã có trên thực tế. Ở Mỹ này trước đây có một cô gọi là gì đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư đó, đúng không? Rất là nhiều người ngưỡng mộ và tin tưởng, xem cô như là thần, là thánh, là Phật, là Bồ Tát. Cho nên đôi khi chúng ta chưa đủ hiểu biết, rồi mình thấy người ta nói, rồi thấy người ta chạy theo cái người đó, rồi mình cũng theo, rồi cũng nghe mà mình chưa có phân biệt được. Cho nên đó, quý vị phải hiểu được điều này để mà mình có được cái chánh kiến. Mà muốn có được cái chánh kiến đó thì phải học Phật, phải đọc kinh. Mình đọc kinh nhiều thì mới thấy được những lời Phật dạy, mình mới biết đúng sai. Còn không thì dễ bị mắc lừa, dễ bị người ta dụ dỗ, rồi tiền mất tật mang, không có lợi ích gì hết. Quý vị cần phải học Phật Pháp, như vậy mới giúp mình có được cái chánh kiến. Còn không thì chúng ta rất là dễ bị người ta dụ dỗ, dễ bị, nghĩa là người ta đưa ra những cái chiêu mà tu ít nhưng mà được nhiều đó. Bây giờ quý vị cứ thử đặt vấn đề này. Mình trồng một cái hạt giống xuống, thí dụ như cây mít đi, thì nó phải làm sao? Phải nảy mầm, rồi lên cây, rồi trải qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, đủ duyên thì mới ra hoa, rồi ra quả. Còn bây giờ mình á, tu á, ít thì mày lại muốn hưởng nhiều. Mới tu mà muốn mong thành Phật. Nếu quý vị đọc trong các kinh mới thấy rất rõ điều này, là Đức Phật đã trải qua vô lượng vô số kiếp tu rồi, chứ không phải là Ngài tu một kiếp này thành Phật đâu. Người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. hoặc là buông dao xuống là thành Phật. Mà đó chỉ là cái lý thôi, chứ còn có ai buông dao xuống thành Phật đâu. Cho nên á, là mình phải hiểu được cái nhân, rồi duyên và quả. Nó phải có từ từ như thế. Mình tu cũng vậy, quý vị đi học cũng thế. Em muốn học lên tới đại học ra làm bác sĩ thì cũng phải có thời gian, chứ đâu phải bữa nay học ngày mai ra làm bác sĩ. Mình tu học Phật Pháp thì phải hiểu được điều này. Văn, rồi tư, rồi tu. Đó, ba cái điều kiện này phải nhớ: văn, tư và tu. Khi chúng ta đã hiểu được Phật Pháp thì mình phải áp dụng được những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống của mình. Đây là điều quan trọng. Còn không đó thì bây giờ đôi khi chúng ta tu cái miệng thì nhiều, nhưng mà tu tâm sửa tánh thì ít. Rơi vào tình trạng là có rất nhiều người đi chùa siêng năng, hoặc là tụng kinh cũng rất là hay, niệm Phật rất là giỏi, thế nhưng mà thực hành thì không có bao nhiêu. Hoặc là có người thực hành thì thực hành rất là tinh tấn đến nỗi mà đứt dây thần kinh. Cái điều này có người tu riết làm sao cứ lơ lửng. Cái đó là họ tu quá đó. Nên Đức Phật mới nói là căng quá thì sao? Thì đứt. Có những người Phật tử đó, trước đây chưa có hiểu Phật Pháp thì sống trong gia đình có hạnh phúc, nhưng sau khi hiểu Phật Pháp rồi lại sống không có hạnh phúc, gia đình trở nên bất hạnh, xào xáo, dẫn đến ly tán. Đó là do chúng ta hiểu sai, tu sai. Bây giờ mình phải hiểu mình á, là Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia? Xuất gia hay tại gia? Tại gia. Mình là Phật tử tại gia. Tại gia thì mình phải có trách nhiệm đối với chồng, đối với vợ, đối với con, đối với gia đình, đối với sự nghiệp. Chứ không phải là bây giờ tôi tu rồi, ông nằm giường này, tôi nằm giường kia. Đó là chúng ta tự nhiên là mình đi tu mà làm mất hạnh phúc gia đình. Đâu phải là mình đi xuất gia đâu, đúng không? Mình là tại gia mà. Rồi về rồi gia đình á, tự nhiên là xào xáo, rồi ông làm gì mặc ông, giờ là tôi cứ đi chùa thôi, tôi không làm gì hết á. Cho nên đó, mình tu là người Phật tử tại gia thì làm sao cho gia đình mình mỗi ngày một an vui hạnh phúc, làm sao cho chồng mình, con mình, vợ mình, mọi người trong gia đình biết Phật Pháp, biết tu, biết ăn chay, biết niệm Phật. Và mình mỗi ngày trở nên dễ thương, mỗi ngày được mọi người quý mến, gần gũi. Chứ tu riết làm sao mà người ta gặp mình là ta sợ rồi. Tu riết mà người ta sợ, không dám đến gần nữa. Đó là do mình cố chấp. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng mình tu đúng à, mọi người tu sai, ai làm cái gì cái mình cũng khó chịu, ai làm cái gì mình cũng nhăn nhó, ai làm cái gì mình cũng bực tức. Mình trở thành một con người khó tính, khó chịu. Mà trong khi đó đó là Đức Phật dạy mình tu như thế nào, ba nghiệp của mình mỗi ngày một thanh tịnh, rồi mình mỗi ngày một hoan hỷ, một từ bi hỷ xả. Cái hạt giống đó ở trong mình được tăng trưởng, làm cho con người của mình dễ thương, dễ mến, dễ gần gũi. Chứ không phải là tu riết là ai cũng sợ hết à. Chồng cũng sợ, vợ cũng sợ, con cũng sợ, mà người ngoài gặp cũng ngán luôn. Đó là do mình tu sai, cố chấp, rồi mình cứ nghĩ rằng mình tu như vậy là đúng. Cho nên thầy nói những người vậy thôi đi xuất gia đi, đúng không? Nếu mà mình từ bỏ hết thì mình đi xuất gia đi. Còn bây giờ mình ở tại gia thì phải khác. Tại gia là mình tu như thế nào đó để gia đình mình có hạnh phúc và cuộc sống của mình mỗi ngày một đầy đủ ấm no hạnh phúc. Chứ không phải là hồi lúc mình đi tu mình có nhà lầu 3 tầng, tu riết còn có 2 tầng, tu riết còn có 1 tầng, tu riết rồi đi thuê nhà ở. Tu vậy là ai dám tu. Hồi xưa tôi thấy bà chưa đi tu ở nhà bà 3 tầng, bây giờ đi tu rồi đi thuê nhà ở. Mình tu làm sao á, là lúc chưa tu á mình đi thuê, tu riết rồi mình được 1 nhà 2 nhà thì mới được. Tu như vậy người ta thấy người ta mới thích chứ. Còn tu riết này rồi nhà tan nát hết. Đó là chúng ta tu sai, hiểu sai. Mà trên thực tế thì thầy thấy bây giờ nhiều trường hợp như vậy lắm. Nhiều trường hợp như vậy lắm. Và do là mình quá tinh tấn, hay nói cách khác đó là mình tu chưa đúng. Có người là rơi vào cố chấp, cứ nghĩ rằng mình tu như vậy là đúng. Nhưng mà không phải. Tu làm sao tôi không biết. Mà anh niệm Phật như thế nào, anh ngồi thiền như thế nào, anh tụng kinh như thế nào, mà tôi thấy anh đó là luôn luôn được mọi người quý mến, luôn luôn có được cái gương mặt hoan hỷ, rồi luôn luôn là làm được rất là nhiều những việc tốt đẹp. Thì như vậy là đúng đó. Chứ còn mà bây giờ mình nói mình đi chùa nhiều, tu nhiều mà riết rồi sao mà thấy khó chịu quá. Càng tu càng khó, càng tu càng làm cho người ta phiền não mà người ta lại sợ nữa. Đó là chúng ta tu sai rồi. Quý vị phải hiểu điều này nghe. Mình đi chùa như thế nào mà bản thân mình mỗi ngày 3 nghiệp thanh tịnh, rồi cái hạt giống từ bi hỷ xả của mình mỗi ngày một tăng trưởng, cái gương mặt của mình mỗi ngày trông nó hiền hòa phúc hậu. Chứ không phải tu riết cái mặt dữ ra. Cái này có rồi. Về lâu lâu mình phải soi gương lại. Soi gương xem mà đi chùa mặt có hiền, có dễ thương không mà đi chùa riết rồi cái mặt nhìn thấy sợ quá. Rồi khi chúng ta có được an lạc, có được hạnh phúc ở tự thân á, thì mình mới có thể cảm hóa được những người xung quanh. Đúng không quý vị? Mình có an lạc, có hạnh phúc tự thân của mình thì mình mới có thể tỏa ra cái an lạc hạnh phúc đó cho mọi người xung quanh mình được. Còn ngược lại nếu mà mình tu mà không có an lạc hạnh phúc thì mình cũng khó có thể giúp cho những người xung quanh đến với Phật Pháp được. Như vậy thì bản thân mình phải có tu tập. Tu như thế nào để bản thân mình tốt, gia đình mình có hạnh phúc và mọi người xung quanh cũng có được lợi ích. Đó là vấn đề thứ hai mà người Phật tử chúng ta phải quan tâm. Vấn đề thứ ba là gì? Là mình đem những điều tu học của bản thân mình có được lợi ích, giúp cho nhiều người hiểu biết đến với Phật Pháp cùng có được những lợi ích đó. Đây là điều mà người Phật tử mình phải quan tâm và phải thực hiện cho được. Và bản thân thầy từ khi xuất gia cho đến nay, thầy thấy rằng với cái tâm nguyện của mình, thầy làm rất là nhiều việc. Nếu mà quý vị theo dõi những cái chương trình của Chùa Hoằng Pháp thì thấy và biết được cái việc làm đó. Thầy thì thực ra không có giỏi, học cũng không giỏi, tu cũng không giỏi, nói cũng không giỏi. Nhưng mà thầy lại làm được là ở cái tâm á. Bởi vì mình lúc nào cũng nghĩ đến việc hoằng Pháp, lúc nào cũng nghĩ đến làm sao cho mọi người hiểu Phật Pháp, biết tu. Thì từ cái tâm đó mà nó thúc đẩy mình nghĩ ra cái này, nghĩ ra cái kia để mà thực hiện, để mà truyền bá. Cho nên đó, quý vị cứ coi trên Chùa Hoằng Pháp, ai thích cải lương rồi có cải lương, Ai thích phim mà có phim, ai thích ca nhạc mà có ca nhạc, ai thích thuyết pháp mà có thuyết pháp. Rồi các cái khóa tu, các cái chương trình. Bởi vì chúng sanh á, thì rất là nhiều cái thích khác nhau, thì mình tùy cái thích của họ để mà đưa Phật pháp. Người ta thích nhạc thì mình đưa nhạc Phật vào. Người ta thích phim thì mình đưa phim Phật vào. Người ta thích cải lương thì mình đưa cải lương Phật vào. Vì người ta thích như vậy thì người ta sẽ tìm những cái đó người ta xem. Và tìm cái đó xem thì mình đưa Phật pháp đến với họ. Cho nên là khi mình đã học Phật, thấy được lợi ích rồi, thì phải đem những điều mà mình có được lợi ích đó để giúp cho mọi người hiểu và cùng được lợi ích. Đây là điều mà người Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm, phải có bổn phận để làm việc đó. Không phải là chỉ có chư Tăng, mà tất cả Phật tử chúng ta đều phải có trách nhiệm. Mỗi người mình làm theo cái khả năng của mình. Thí dụ như bây giờ thầy thì làm cái việc là ngồi đây thuyết pháp cho các vị nghe. Nhưng mà các vị có thể làm được không? Không làm việc đó được, đúng không? Nhưng mà mình làm việc khác được. Việc khác là việc gì? Việc giới thiệu người ta nghe những bài giảng đó, đúng chưa? Quý vị giới thiệu người ta nghe những cái chương trình về Phật học, Phật pháp. Đó cũng là cái cách mà mình hoằng pháp, chứ đâu phải nhất thiết đi giảng như các thầy đâu. Nếu quý vị có tâm thì chúng ta đều có thể làm được hết. Chỉ sợ là mình không có cái tâm. Như vậy thì mỗi người mình phải có trách nhiệm trong việc làm cho Phật pháp được phổ biến và giúp cho mọi người hiểu Phật pháp. Hiểu được Phật pháp thì mọi người biết tu, biết làm những điều tốt, biết hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, thì cuộc đời này nó sẽ tốt đẹp. Một người tốt, 10 người tốt, 100 người tốt, 1000 người tốt, rồi tất cả mọi người tốt thì thế giới này là tịnh độ rồi, đúng không? Thật ra thầy tu tịnh độ chứ thầy ít khi nào mà nói về thế giới cực lạc lắm. Thầy luôn luôn là nói những Phật tử tu là phải làm sao có an lạc ở đây đi đã. Khi mình có an lạc ở đây thì mình mới có cực lạc ở tương lai. Bây giờ mình không có an lạc thì làm gì tương lai quý vị về cực lạc được. Thầy có làm một câu như thế này: muốn là người tốt ở cõi Phật, hãy làm người tốt ở cõi trần. Ở cõi trần này quý vị không làm người tốt, mà muốn là người tốt ở cõi Phật là điều này không có đâu, đúng không? Không thể có được. Bây giờ thầy lấy một thí dụ như thế này. Một cái ông mà ông tối ngày nghiện rượu, không biết tu hành gì hết. Lúc ông sắp chết đó, quý vị đến hộ niệm. Giả dụ như Đức Phật A-di-đà có đến tiếp dẫn ông. Một là ông không đi, hai là ông đi. Nhưng mà khi ông lên trên thế giới cực lạc rồi đó, thì bảo đảm quý vị là ông xin Đức Phật trở về. Vì sao? Đúng rồi, vì trên đó không có rượu. Phật ơi cho con xuống đi, trên này không có rượu con chịu không nổi. Đó là sự thật quý vị, bởi vì ông có tu đâu. Bây giờ cho ông về cái thế giới tốt đẹp như vậy, ông không chịu nổi. Bắt buộc ông phải xuống uống rượu ở dưới này thì ông mới chịu. Khổ thì khổ. Thầy lấy một thí dụ là ở Chùa Hoằng Pháp, thỉnh thoảng có những người nghiện xì ke mà đi vào các cái trại gọi là cai nghiện đó, xong rồi trở về. Thì người nhà mới gửi vào chùa Hoằng Pháp để giống như là tránh cái duyên gần với những người bạn xấu đó, sợ tái nghiện. Thế nhưng xin thưa quý vị rằng nó vào chùa chừng vài bữa là nó chạy mất à, nó không chịu được. Mà quý vị biết chùa Hoằng Pháp đâu phải là cái môi trường xấu, đúng không? Là môi trường rất là tốt, rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Nhưng mà nó không có cái tâm đó thì nó không ở được. Nó sẽ cảm thấy đau khổ, nó cảm thấy khó chịu, nó cảm thấy là bị gò bó bắt buộc mọi thứ hết. Là nó phải tìm cách nó đi thôi. Nó đi theo con đường của nó thôi. Nó đi vào con đường đau khổ tội lỗi mà nó chịu. Còn ở chỗ này rất tốt đẹp nhưng mà nó không chịu được. Cũng như thế, bây giờ mình mà không tu mà đi về thế giới cực lạc cũng không ở được, đúng không? Nghiện đủ thứ hết, là nghiện rượu, rồi nghiện xì ke, là nghiện sắc dục, rồi đủ thứ nghiện hết, làm sao mà đi về trên thế giới cực lạc được, cũng phải xuống à. Cho nên á, muốn là người tốt ở cõi Phật, hãy làm người tốt ở cõi trần. Mình tu đi, mình làm những người tốt đi. Mình sống cho thật tốt, sống cho có tình, có nghĩa, sống như thế nào đó để bản thân mình và mọi người xung quanh mình yêu thương. Đức Phật, quý vị biết là gì? Là người tốt 100%. Bây giờ chúng ta tu theo Phật thì mình phải làm sao mình cũng tốt 100% thì mình sẽ thành Phật. Bây giờ mình chưa tốt 100%, đúng không? Mình được bao nhiêu phần trăm? Trời ơi, 50 là ngon lắm rồi đó nghe. Thầy bây giờ chắc mới được 10%. Chúng ta phải lấy cái tiêu chuẩn đó thì mình mới thấy rõ là bây giờ Đức Phật là người tốt 100%. Bây giờ mình muốn thành Phật thì mình cũng phải tốt 100%. Nhưng mà bây giờ mình được bao nhiêu? Đó, mình phải coi lại được bao nhiêu. Bây giờ mới 10% thì cố gắng đi 15%, rồi dần dần 20%, 30%. Tới chừng nào 100% thì mình là Phật thôi. Rất là dễ hiểu như vậy. Cho nên quý vị á, đến chùa thì như vừa nãy thầy nói trở lại là trường học Phật Pháp, chứ không phải là nơi chúng ta cầu xin Đức Phật ban cho mình cái gì. Nếu mình là người hiểu Phật Pháp rồi. Còn những người chưa hiểu Phật Pháp thì họ cứ cầu, ai cầu được cái gì thì cầu. Nhưng mà đối với chúng ta tin hiểu Phật Pháp rồi thì tất cả mọi sự, mọi việc đều do, đúng rồi, do chính mình. Gieo nhân thì gặt quả, chứ không thể nào có ai cho mình được hết. Nếu mà cho mình được rồi thì ở trên thế gian này á, chúng ta khỏi phải làm gì, cứ cầu để có được thôi, đúng không? Tội gì quý phải đi làm, mua nãy chuối đến chùa cúng là có trúng số rồi thì làm chi nữa. Có nãy chuối mà trúng được sổ số độc đắc thì làm chi cho nó cực. Cho nên á, chúng ta thấy rõ rằng điều này nó không có phù hợp. Mà có người nào mua một nải chuối mà trúng độc đắc đó thì cũng không phải là Phật cho, mà cái đó là cái gì? Đúng rồi, cái phước của họ đó, cái nhân quả của họ. Bữa nay nó cái quả nó tới, họ được trúng số. Nhưng mình cứ nghĩ rằng là họ đến Tịnh Thất Hiền Như này cầu được trúng số độc đắc, nhưng không phải vậy. Đó là nhân quả của họ. Rồi nghe được một người vậy cái mình cũng kéo đến để mình xin, nhưng mà rốt cuộc mình chẳng được cái gì hết. Cho nên chúng ta phải hiểu được điều này là tất cả đều do mình hết. Mình làm mình hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Gieo nhiều hưởng nhiều, gieo ít thì hưởng ít. Ô nhiễm cũng do mình, mà thanh tịnh cũng do mình, hạnh phúc cũng do mình, khổ đau cũng do mình, siêu cũng do mình, đọa cũng do mình hết. Đó là những người hiểu Phật Pháp. Còn như vừa nãy thầy nói, những người mà chưa hiểu thì kệ, họ cứ đi chùa họ cầu đi. không có gì trở ngại hết. Nhưng mà mình là những người đã đi chùa, đã hiểu Phật Pháp thì chúng ta phải tự nỗ lực tu tập. Làm phước mới có phước, chứ cầu phước thì không thể có phước đâu. Thứ hai là chúng ta phải áp dụng được lời Phật dạy vào trong việc tu hành của mình và thực hiện cho đúng. Tu làm sao mà mặt mình mỗi ngày hiền lành, rồi dễ thương, gia đình mình hạnh phúc, cuộc sống ấm no, khá giả lên, thì đó là đúng. Còn nếu mình tu mà cũng đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, gia đình mình tan nát, mà mình thì trở thành người khó chịu, rồi đôi khi lại thành ra là thần kinh hay là lơ lửng thì rất là khổ. Rồi gia đình mình thì tu riết thì như vừa nãy thầy nói, từ lầu 3 rồi còn rồi đi mướn nhà ở thì không được rồi đó. Cái thứ ba là mình phải đem những gì mà mình tu học được phổ biến cho nhiều người cùng biết, cùng tu học, cùng được lợi ích. Thì đó là bổn phận và trách nhiệm. Cho nên thầy thấy rằng chẳng hạn như sư cô trụ trì Tịnh Thất Hiền Như này rất là có cái tâm. Khi đến đây thì thầy biết là rất là nhiều thầy đã về đây để hoằng pháp, mà sư cô là người đã tạo mọi điều kiện cho các thầy để được làm công việc đó. Và sư cô cũng không có quan tâm gì đến cái chuyện mà thứ nhất là cúng bái, thứ hai nữa là vấn đề tiền bạc. Cái đó là điều rất hay. Ở chùa Hoằng Pháp cũng vậy đó quý vị. Những cái khóa tu là cả hàng mấy ngàn người, nhưng mà chùa không có đặt điều kiện gì hết. Vừa rồi quý vị biết cái khóa tu mùa hè đó dành cho học sinh sinh viên đó, hơn 3.000 em tu trong 7 ngày 7 đêm ở chùa. Nó mình đã không lấy tiền các em mà mình lại còn phải dù nó nữa chứ, cho nó ăn ngon. Khóa tu Phật Thất 7 ngày của người lớn đó thì ăn sao cũng được, nhưng mà khóa tu mùa hè của tuổi trẻ đó thì phải lo cho nó ăn ngon. Bởi vì nếu mà không ăn ngon thì các em bỏ về. Đó là mình dụ cho nó tu mà. Dụ cho nó tu. Thật ra đó thì cũng chẳng phải tiền của thầy nữa. Cũng tiền của bá gia bá tánh ta đóng góp thì mình giúp cho các em thôi. Rồi quý vị biết một tháng có một ngày tu vào Chủ nhật thì thường thì từ 5.000 tới 7.000 người. Mà cơm làm quý vị biết bao nhiêu không? 15.000 hộp cơm. Mà cũng hết à? Không phải, nó như thế này. Có lần thầy mới thắc mắc tại sao mà đi tu thì có khoảng chừng 5 đến 7.000 người mà cơm thì làm 15.000 hộp cũng hết. Thì hỏi ra đó thì có nhiều người á, họ ở xa đó. Thí dụ như có người ở tới Cần Thơ, ở miền Tây, họ cũng về đó họ dự. Cho nên họ ăn hộp, họ giữ luôn hộp nữa để chiều đi về ăn là thứ nhất. Thứ hai nữa là trong những ngày tu đó thì cũng có một số các Phật tử người ta hành hương đó, họ đi lễ bái rồi ngay cái giờ cơm luôn. Cho nên thầy nói ủa sao mà tu thì có thấy 5.000 tới 7.000 người là nhiều lắm rồi, mà cơm thì toàn là 15.000 hộp mà hết. Không biết làm sao hết. Cho nên cái vấn đề hoằng pháp ở chùa đó là không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi đâu. Quý vị biết là vừa rồi thầy làm cái bộ phim Con Đường Giác Ngộ là cuộc đời của Đức Phật đó. Không biết đây có ai xem chưa ta? Nên xem đi, cái bộ đó hay lắm. Mà thầy đầu tư là 2 tỷ. Cho nên khi mà làm xong bộ phim đó rồi, quý vị biết không, có người á sao chép bán Cái rồi Phật tử mới báo thầy biết, nói thầy ơi, phim của thầy là người ta bán nhiều lắm, thầy phải coi coi như thế nào, chứ để vậy thì thầy bị lỗ chết. Cái thầy nói không sao, nếu họ bán được thì càng tốt, họ có lời thì mình cũng có lời. Mình có lời gì? Lời Hoằng Pháp. Mình phải nghĩ được như vậy chứ, còn nếu mà mình nghĩ cái chuyện lời kia thì không được, không thể được. Mình nghĩ rằng người ta có lợi thì người ta mới bán, mà người ta bán được nhiều thì người ta giúp mình hoằng pháp nhiều. Đó là mình có